Nhật giờ mới về. Đi làm đi xuống hả? Mày bông với nhiều vậy ai cho vậy? Mệt quá nè, tặng nè. Số không rồi bỏ đi ha. Ba tuổi thôi bây giờ nhi ở trời nè, có mua quà cho bà nữa kìa, mua cho bà cái liều. Mai bây giờ bà đi học kìa, 6 giờ. Đi học gì sớm vậy? Học tiếng Anh. Rồi chưa? Xong chưa? Cảm ơn chồng nha. Giờ làm gì? Em đi ngủ. Thì sinh nhật phải làm gì cho hoành tráng coi. Thôi. Chồng con thì sinh nhật qua giờ luôn rồi mới về. Mà thấy tội chồng không? Tội chưa xử. Sao? Không hèm gì hả? Về sớm hay gì á? Đi công việc phải làm mà. Buổi sáng rồi mua đồ tặng cũng được mà. Gì? Con này giật phải không đó? Em nghe là bị quấn ngay ngày sinh nhật chưa? Hả mày? Hả mày? Con ngủ mở không lên. Không lên à? Không cảm ơn gì luôn à? Con nhạt nhẽo ghê vậy. Em cảm ơn rồi mà. Cảm ơn chưa? Rồi mà. Sao? Ừ. Sao không thấy vui vậy? Vui. Trời ơi, mở mắt không có lên. Hát là hẹn luôn đây. Ôi, hát gì? Bây giờ làm gì vậy? Ôi, là quên. Làm gì, em muốn làm gì? Ăn hả? Ừ, thiệt. 1 giờ mấy rồi á. Thì đó. Nhức mũi quá. Thôi ngủ đi. Thôi chán vợ quá. Vợ con mẹ gì á. Chán không? À? Mẹ con chồng gì không? Sáng tao chuyển khoản cho rồi, giờ thì bánh kem, còn đòi cái gì nữa? Hả mày? Hả mày? Vui mà. Vui mặt mày không vui. Vui. Hỏi mày.
ngủ gần chết, bây giờ 1 giờ mấy rồi. Em mở mắt không lên. Em hát một cái rồi em ngủ nè. Happy birthday to you hay là hát đi, Em mở mắt không có hát lên. happy birthday coi, hai ba hát. Hát gì nổi chồng. Hay mắt quá. Giờ ngủ ha, nhạt nhẽo kia ha. Mai Mày mấy giờ hát? rồi hát. Sáng rồi hát. Ừ, đã có vợ với con. Em quỷ chồng này. Mà giờ tuổi mới nè, có mong muốn gì? Hử? Giờ tuổi mới nè, mong muốn gì? Hạnh phúc như tuổi cũ. Hạnh phúc gì chứ? Hạnh phúc như tuổi cũ. Hạnh phúc như tuổi cũ hả? Rồi gì nữa? Bây giờ mấy cuộc sống làm sao? Hỏi coi. Ngứa à? Không, sinh nhật đừng ngứa đầu em. Không mà thấy cuộc sống em sao? Em có buồn không? Em có buồn anh gì không? Anh không có thời gian nhiều với em, có buồn không? Thì hả? Nếu ngày hôm nay anh không có bánh kem, không có bông thì em có buồn anh không? Không mày sao mày? Không có là sáng mai mày phải lòng mày la làng mày cằn nhằn nguyên một ngày á. Bây giờ chồng mày chuẩn bị vậy mà mày hờ ơ. Chịu nổi. Đầu tiên ráng gượng coi. Ráng gượng gì coi. Cố lên. Thôi, hãy chứ chúc sinh nhật vui vẻ. Chúc Quỳnh thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lúc nào cũng được chồng thương và con. Thôi mày ngủ mẹ mày đi mày.